Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm bãi sóc nha. Thì hôm trước Dương có đặt trong cái khu rừng này 40 cái bãi sóc, thì hôm nay Dương sẽ đi thăm và quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Hiện tại thì Dương đã tới cái bãi Dương đặt mấy cái bãi sóc rồi. Thì Dương sẽ quay vô phía trước cho cô chú anh chị mình xem. Đây đây đây. Cái bẫy đầu tiên của Dương thì Dương thấy có một con gì nó tung tung trong cái bẫy kìa. Wow, một con sóc nha. Yeah, một con sóc kìa. Để Dương lấy cái lồng vô. Con nha, cái lồng rồi, cái lồng sóc đầu tiên của Dương thì được một con rồi. Hy vọng những cái lồng tiếp theo nó như này nữa nha. Dạ. Rồi, Dương sẽ đặt lại luôn. Rồi ok, mình tiếp tục thôi. Nè, cái lồng của Dương còn nguyên nè, trái chuối còn nguyên luôn nè. Ngay góc đỉnh thì những con cái nè. Có nghe còn cái lồng nữa. Wow 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 wow, đây một cuộn nữa. Đây, một bé nữa nha. Wow. Đã sắp đất nha. Rồi. Tiếp tục thôi. Tôi sợ chú chuối ăn hết trơn mà không dính ta. Nè. Này chắc kiến ăn quá. Nè. Ăn hết chú chuối mà không dính. Ồ, nó đẩy cái lưỡi gà lên tất trên luôn, hình không dính thôi rồi. Lưỡi gà mình đặt cao quá đó. Thì con sóc nó vô nó ủi cái lưỡi gà lên luôn á. Bên này gì nè. Vô nó ủi lên. Ăn hết trái chuối mình luôn nha, mà không dính nè. Cho Dương sẽ đặt cái này lại. Mình đặt đâu ta?
Đây cái lồng kiến nó đung lên một cục luôn. Mình đặt giữa đường luôn nè. Bắt vô con gì kìa, con chuột. Ây da, chuột xíu xíu vậy. Bây giờ con chuột nữa nha. Hết nhỏ hả này. Nhưng mà chạy chung đường nó chi. Rồi mình tiếp tục thôi con chú ơi. Giờ cái gò mối thăm cái này kìa. Mình làm bụi không chen đi quẩy theo khó không quá. Ê, chuột chuột nha, thấy như con chuột nè. Dạ. Dây nó máng nè. Cái chuột này chuột gừng. Chuột giấy nè. Ra lại lên coi. Nó căng lộn rồi đó, mới vô căng lộn rồi đó. Mập nu à. Rồi, tiếp tục thôi. Cái gì lèo nó quấn. Vô con gì mà. Hình như là vô con gì rồi. Này chắc chuột quá. Chứ có chuột nó mới lấy cái ổ nó vậy thôi. Sắp là không giờ. À chuột nè. Để dân đem ra ngoài luôn đi. Chứ ở đây nữa.
chuột nhà que. Rồi đâu rồi. Rồi, là cái lồng lại trong đó nha. Em cần chui vô kẹt mà xách mấy cái này theo cực quá. Dưới đám tre này kìa, kìa con kìa, này con nhang nha, nhang không phải sóc, giống như con sóc đất vậy đó, nhưng mà không phải, là con nhỏ hơn, là con nhang hay là sóc con ta, nhìn thì giống như sóc con á, sóc đất con á. Tại nhà mình cũng có con bự hơn này tí, nhỏ hơn này tí chứ. Rồi Dương, giờ Dương sẽ vô đặt lại cái lợp trong đó nha. Rồi đây Dương mất thêm cái nữa nè. Bữa Dương đặt ngay chỗ này nè. Hay dữ vậy trời. Nó vậy chứ còn mất dài dài quá. Trong cái lùm này vẫn con cái nữa, nó còn ở đây nữa. Rồi Dương nghĩ thì gặp mấy cái đường này là mất hết rồi đó nha. Cái gì à? Tôi như đặt không có con đỉnh bên cái này nè. Nói chung cái cũng không có nhiều tiền đâu, tại người ta tham quá. Bên này vẫn còn cái khúc này nữa thì để Dương đi bẩn mình thăm luôn, để hai cái mấy cái lọng đây. Rồi mất đây thêm cái nữa nè. Nói chung là cái không nhiêu tiền mà tao tham quá. Thì Dương đặt vô thêm mấy gốc cây này nè. Nếu mà đi theo mấy đường này là lụm hết của Dương luôn á. Vì vậy đây chỉ còn được một cái duy nhất thôi. Cái đó chắc trong kẹt á, không có dính hay sao. Hồi nặng này là lụm mỗi cái luôn á. Cái này bữa Dương Dương xới đất đây nè. Dương đặt cái lồng ở đây á, mà giờ cái lồng mất tiêu rồi. Cố tình lấy mấy cái lồng luôn á. Tôi nghĩ không còn đâu, ngay cái gò mối đó đó. Thì ngay gò mối đó cũng đặt cái đó này mà coi đây. À, cái này còn nha. Sao hên còn cái này được cái còn đây vậy ta? Cái nó không thấy quá. Cái rồi đó. Thì Dương đặt có 40 cái à. Mà nãy giờ mắc chục cái rồi. Thì Dương nghĩ chắc cái nào có dính là nó lấy hết. Thì đây là cái thành quả 40 cái lồng sóc của Dương nha. Hôm nay mắc mười mấy cái lồng rồi, còn có
hai mấy cái thôi nên không được có ba con sóc với lại ba con chuột à. Nè. Chứ bây giờ thăm sóc của Dương hôm nay tới đây kết thúc nha. Dương bye bye cô chú anh chị nha, chứ nay mắc nhiều quá rồi, cũng hơi buồn buồn xíu. Là tham quá. Rồi, Dương bye bye cô chú anh chị nha, hẹn cô chú anh chị video sau.